Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của bố con mình nhá. Video ngày hôm nay các bạn ạ, quay về bé Bia. Thì sau một khoảng thời gian bé Bia về ở mấy cả gia đình nhà mình ấy, thì hiện tại bây giờ bé Bia cũng đã được ở với bố con mình là được hơn 4 tháng tuổi rồi các bạn ạ. Đấy, đây là bé, đây là bạn Gạo nhỏ tuổi nhất nhá. Đấy, thì là hôm nay sẽ làm một cái video nói về bé Bia các bạn. Đấy, bé Bia nhà mình khi còn nhỏ và bây giờ khi đã lớn này, về với cả gia đình nhà mình được hơn 4 tháng rồi. Và bây giờ là bé Bia rất là quen với cả gia đình nhà mình rồi nhá các bạn nhá. Đấy, hôm nay làm cái video này để quay về bé Bia. Đấy, bé Bia. Đây là bé. Đây, bạn Bia ở đằng sau đây này. Đấy, bây giờ bạn Bia, bạn ấy quen với gia đình nhà mình rồi nên là bạn ấy rất là nhanh nhẹn các bạn ạ. Đấy, chỉ cần gọi một phát là bạn ấy sẽ nghe ngay. Đây, đây nhá, gương mặt đây của bé Bia này. Đây bạn Bia đây nhá. Đây Bia. Đây bạn Bia này, đấy bạn ấy. Đúng rồi. Bia, bạn Bia bây giờ là rất là quen với gia đình nhà mình rồi các bạn ạ. Đấy, bạn ấy bây giờ rất là nhanh nhẹn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Sau một thời gian ở với gia đình nhà mình là nhìn bạn ấy đã trưởng thành rất nhiều các bạn ạ. Và bạn ấy cũng rất là nghịch. Đấy. Bia. Này, Bia ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Bạn ấy rất là nghịch ngợm luôn các bạn ạ. Nào, nhìn cái gì đấy? Đây này. Đấy, đây là bạn sò nhá. Đấy, chào các bạn to chứ. Đây là bạn Gạo nhá, thành viên nhỏ nhất ở trong team của bố con mình đấy, trong gia đình nhà mình đấy các bạn ạ. Đấy, bạn Gạo chào các bạn đi nào. Bạn Gạo chào các bạn đi con. Gạo ơi. Chào các bạn chưa? Rồi. Nào, ba chào nào. Gạo ơi, chào nào. Ơi, chào. Xin chào các bạn nhỉ. Đấy. Bạn Gạo đấy, bạn gạo mới được 19 tháng tuổi các bạn ạ. Nhà bạn là 18 tháng tuổi nhá. 19. 18. Mà Gạo là được 19 tuổi, 19 tháng rồi. Sẽ bước sang tuổi thứ bước sang tháng thứ 19 rồi mà con. Đấy nè. Các bạn nghe gì nhỉ? Bia bây giờ là rất là trưởng thành rồi nhá. Bia. Bây giờ là Bia là được tính ra là được khoảng 7 tháng tuổi rồi các bạn ạ. Đấy, ở nhà mình là hơn 4 tháng rồi. Lúc mà mới bắt về là bé xíu luôn, nhưng mà bây giờ là lớn rồi này. Mà rất là nghịch luôn. Bia. Bia lên đây. Bia. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bia ơi. Thôi đứng. Kệ Bia. 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 Bia ơi. Bia. Bia nằm nào. Đấy. Đây là cái ổ mới của Bia đấy các bạn ạ. Bia ôm nó này. Đấy. Bia. Trời ạ. Đấy, giờ lớn rồi là rất là nhanh nhẹn luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cực kỳ nhanh nhẹn luôn và lại rất là nghịch ngợm nhá. Ôi giời ơi, kéo ngã con. Đứng lên. Đây này. Bia này, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Bia cực kỳ nghịch luôn. Bia bây giờ đã trưởng thành rồi các bạn ạ. Trước là mới được 2 tháng tuổi thôi nhưng bây giờ là Bia đã trưởng thành rồi. Đấy, và rất là nghịch luôn. Mình nằm về nó này. Con ngồi dậy đi, ngồi dậy. Đang nó không biết là đang cào cái gì này. Cào cái ổ ạ. Bia. Cô. Bia làm xuống đi nào. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái ổ của Bia này, lúc mùa đông nó lạnh ấy thì là Bia sẽ vào cái ổ này nằm. Đấy. Bia. Đấy. Đấy, rồi nghịch chưa? Rồi. Đấy, con bỏ cái ổ ra đi. Con bỏ cái ổ ra. Sò bỏ cái ổ ra đi.
con biết. Bỏ cái ổ ra là không không sao hết. Đấy, bỏ ổ này. Rồi, Bia. Đây để bố. Nào, Bia. Đấy, rất là nghe lời luôn nhé các bạn nhé. Bia được huấn luyện và rất là nghe lời luôn. Bia. Con đứng lên nào, đứng lên nào. Bia. Bia. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nghịch thì nghịch nhưng mà khi cần trường có nói một phát là phải im ngay. Các bạn ơi, con Bia đang gọn mình, gọn tay của mình nhé. Bia là được về nhà mình là được dạy dỗ rất là cẩn thận luôn. Nên là bây giờ Bia là rất là hiểu chuyện. Nói là Bia hiểu ngay các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Chỉ cần nói phát là hiểu ngay. Đấy, bây giờ chuẩn bị thành thanh liên rồi đấy. Bia nhà mình là chuẩn bị thành thanh liên rồi các bạn ạ. Bia là con đực nhá các bạn nhá. Đấy, trực tiếp nhá. Cận cảnh Bia luôn nhá các bạn nhá. Đấy này. Màu lông rất là đẹp luôn. Là con bị ngứa, con bị chỉ quậy như thế. Đấy. Bia còn đứng được. Bia đứng lên nào. Con cho Bia đứng lên. Đứng lên. Đấy. Rồi, đấy, đứng lên. Đây này. Đấy, giờ là Bia thành thanh liên rồi nhá các bạn nhá. Úi giời. Đấy, giờ trưởng thành rồi. Lớn rồi. Đấy, khi Bia đã quen rồi là Bia rất là nghịch luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ bạn Sò sẽ cho lên một cái xe này để chở Bia đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Úi giời, này, này, này. Úi giời. Đấy. Chưa? Ngồi như thật luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy. Thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Rất là gì và lầy lọ. Đấy, thấy chưa? Đây. Bia. 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 Đấy, lên ghế ngay. Nằm đấy. Nằm im đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Bia rất là ngoan luôn. Đấy. Màu lông này. Đấy. Màu lông rất là đẹp nha. Màu lâu nhạt các bạn ạ. Màu lâu sáng đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, rất là bảnh dai nha. Rất là gì và lầy lọ này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Mỗi tội là chưa có người yêu thôi. Đúng. Nhà, đúng không? Đúng. Các bạn mà yêu quý bé Bia nhà mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của bố con mình các bạn nhé. Đấy, bé Bia này. Đấy, ủng hộ cho bé Bia. Đúng. Để mình sẽ ra nhiều cái video về bé Bia nhiều hơn các bạn ạ. Đấy, hiện tại là mình vẫn đang huấn luyện cho Bia các bạn ạ. Vì bây giờ Bia mới được có hơn 6 tháng tuổi thôi. Đấy. Nên là vẫn còn phải là huấn luyện nhiều lắm. Đúng rồi. Bia. Đấy. Lên. Thấy chưa? Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là ngoan luôn. Khi mà Bia đã lên mà ngồi một chỗ là Bia chỉ ngồi một chỗ thôi. Đấy. Bây giờ sẽ gọi Bia nhá. Bia. Bây giờ sẽ gọi Bia này. Bia. Bia. Đây. Lên. Đấy. Thấy chưa các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là Bia ra đây nhá. Bia. Đây. Sẽ gọi Bia đây này. Bia. Ngồi đó. Thấy chưa? Đấy. Nghĩa là mình cũng mình huấn luyện nó là nó sẽ hiểu thôi. Bé Bia sẽ hiểu thôi mà con. Đấy chưa? Bia rất là ngoan luôn. Và rất là thân thiện các bạn ạ. Đấy. Ngoan chưa? Các bạn thấy video này của bố con mình mà hay thì hãy cho bố con mình một like, một share nhá các bạn nhá. Bây giờ bố con mình sẽ kết thúc video về bé Bia ở tại đây các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau của bố con mình.